Đây là họa Irish, 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 Irish. Và còn có một cái tên gọi khác là họa diên vĩ. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nguyên liệu Irish ở trong nước hoa nhé. Irish được dịch ra theo tiếng Hy Lạp đó chính là cầu vồng. Hoa Irish thì là đại diện cho lòng anh dũng, sự trung thành và sự kiên cường. Hoa Irish ở châu Âu nó đã là biểu tượng của dòng dõi quý tộc. Các bạn có thể thấy hoa Irish được thêu lên rất nhiều những chiếc áo, khăn và mũ. Ngoài ra thì ở những cái lá cờ, những cái hình đặc trưng của các dòng dõi quý tộc nó có đều có hình ảnh của hoa Irish. Vì cái hoa Irish nó có cái hình rủ xuống và hình ảnh này nó khá là giống một cái mũi gươm. Thì mình sẽ để một cái vài hình ảnh ở đây để các bạn có thể nắm rõ hơn về lịch sử của hoa Irish. Ngày nay thì Irish là biểu tượng cho bang Tennessee và thành phố New Orleans của Mỹ. Các bạn cũng có thể thấy ở trong những cái bộ phim châu Âu thì hoa Irish được trồng ở những cái ngôi mộ của những người mới mất khá nhiều. Vì đối với những người xa xưa thì hoa Irish là biểu tượng của sự dẫn lối, khiến họ có thể đến với thế giới bên kia một cách dễ dàng hơn. Chúng ta thường thấy hoa Irish với một cái màu sắc rất quen thuộc, đó là màu xanh tím. Nhưng mà ngoài ra thì còn có khá là nhiều những cái giống hoa Irish khác mà nó có thể mang màu vàng, màu trắng và khá là nhiều màu sắc khác nhau. Từ thời Ai Cập thì hoa Irish đã được sử dụng trong y học để làm thuốc an thần, cũng như là sử dụng ở trong những cái về nguyên liệu, về mùi hương. Ngày nay thì có khá là nhiều những cái giống hoa Irish khác nhau. Nhưng mà các bạn có thể thấy ở trong ngành hương thì sẽ có 3 loại rất là quen thuộc, đó là Irish Florentina. Ở đây đó chính là Irish Pallida và Irish Germanica. Đây là 3 loại Irish đến từ những cái vùng như là Trung Quốc, Maroc và Ý. Bên cạnh đó thì còn có một vài cái đồn điền ở Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ thì họ cũng có trồng những cái loại Irish để cung cấp cho thị trường. Irish được thu hoạch chủ yếu là từ phần thân và rễ, và những cái lượt thu hoạch đầu tiên nó sẽ diễn ra sau khoảng tầm 2 đến 3 năm tuổi. Ngoài ra thì có một cái điều nữa mà các bạn cần biết, đó là Irish chủ yếu thu hoạch vào tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Bên cạnh đó thì với những cách chiết xuất khác nhau thì cũng cho ra thành phẩm khác nhau. Các bạn có thể thấy là dạng bơ Irish này, rồi những cái dạng khác như kiểu dạng rắn hoặc là tinh dầu Absolute. Ngoài ra thì còn có những cái loại nhựa nữa, thì cái này nó phụ thuộc vào từng cái cách chiết xuất khác nhau. Các bạn có thể đọc thêm một vài thông tin ở trên mạng. Mùi hương chủ đạo của Irish thì thường được mô tả với một cái nét, đó chính là nét son phấn bột. Ngoài ra thì có nét xanh hơi kiểu trái cây, và có thể các bạn sẽ thấy rằng là nó có xuất hiện từ cái nét sô-cô-la mix với một chút da thuộc. Và sau đây sẽ là những cái mùi hương hoa Irish mà rất điển hình. Ở đây thì có một vài mùi hương, đó chính là Pardanum phiên bản Intense, cũng là một trong những cái nét kết hợp giữa da thuộc cùng với diên vĩ. Bên cạnh đó thì là một cái office văn phòng với cái hơi hướng làm Irish khá là sạch sẽ, dễ dùng. Và ở đây thì chúng ta còn D600 của nhà Gardner, cũng là một trong những chai nước hoa mình đã review rồi. Bên cạnh đó thì có những cái chai nước hoa điển hình về nốt hương Irish được miêu tả trong cuốn sách từ nguyên liệu cho đến dẫn xuất, chiết xuất. Thì ở đây người ta mô tả đó là chai Chanel số 19. Và ở đây có một sản phẩm của nhà SL, đó chính là các bạn có nhìn thấy là đó là chai Irish Silver Mist. Đây, đó. Và một chai nữa đó chính là Dior Homme, cả cái line Dior Homme luôn thì đều là sử dụng nốt hương hoa diên vĩ. Và các bạn có thể mua thử những cái vial của những cái sản phẩm mà mình vừa nêu trên, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là ở trong nước hoa thì Irish là một trong những cái được sử dụng rất rất nhiều và làm khá là nhiều khía cạnh khác nhau. Và đặc biệt là hoa Irish thì mang tới một cái phong cách có phần chững chạc về độ tuổi, cái nét son phấn điển hình, và một cái nữa thì nó mang lại một cái cảm giác nó khá là điệu đà, bóng bẩy nhưng mà không kém phần nam tính.